qua nhà bà. Nhà bà nói là cái này chạy nước rồi á. Bà thèm quá, bà xin mua đó cho bà ăn cái đùi. Không, hắn không thích gà đâu, chỉ thích cái cánh thôi. Tự nhiên bữa nay xin cái đùi chứ, chứ không bao giờ ăn đùi đó. Nên cho chứ không ơi. Dạ, giờ té, vừa té chỗ này nè. Chóc lóc hết lên. Chết, quên ăn gà rồi, cái hồi nó ngứa cái vết thương. Thôi ăn lại đi, lỡ rồi ăn hết đi. Nhiều chuyện quá. Để ai ăn? Mẹ ăn cho ai? Để nhiều chuyện, ăn đi. Ăn đi. Thấy ngứa lắm. Không sao đâu. Để bôi thuốc là ăn hết. À, bôi thuốc rồi sao? Rất không bôi thuốc, không có bay đấy. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Không ngứa đâu. Thôi để ngày mai ăn. Thôi hư á. Ăn hết đi. Để chiều nó nguội. Cầm no. Nhỏ nước ra cái sàn kìa. Đâu. Ăn đi. Giờ sao? Con không muốn ăn. Đây nè. Con thích bỏ thuốc không? Thì không bôi thuốc, ăn đi. Con muốn